Xin chào bạn, trong video này tôi sẽ chia sẻ với các bạn 14 cái tiêu chuẩn khi chúng ta chọn hàng trên Alibaba để bán trên Amazon nhé các bạn. Không phải bất cứ cái sản phẩm nào trên Alibaba, bất cứ cái sản phẩm nào chúng ta đều có thể nhập về kho hàng của Amazon, tức là FBA Amazon để bán các bạn. Ví dụ như rất nhiều bạn ở Việt Nam có hỏi tôi là những cái sản phẩm thủ công, những cái sản phẩm đồ gỗ, nội thất, tức là những sản phẩm mà tự mình sản xuất các bạn, rất là tốt và giá rất là rẻ, thì những sản phẩm này lại không có phù hợp để bán trên Amazon vì vấn đề vận chuyển hàng hóa các bạn, tức là các bạn ship hàng hóa từ Việt Nam mà sang kho của Mỹ rất là xa xôi, và chúng ta ship thường bằng máy bay trong vòng 1 tuần, 5 ngày á, là hàng hóa tới một trong các kho Amazon ở Mỹ. Ví dụ như cái chổi lông gà mà quét chân nhà rất là dài, hoặc là những cái vật dụng, những cái kệ để trang sức nhiều mảnh ghép lại và rất là cồng kềnh và dễ vỡ, thì hoàn toàn không phù hợp với việc mà chúng ta vận chuyển từ Việt Nam sang Mỹ các bạn để bán. Vậy trong trường hợp này á, thì chúng ta chọn cái sản phẩm mà có nhu cầu cao trên thị trường nước Mỹ dựa vào cái công cụ là Jungle Scout. Và thứ hai nữa đó là chúng ta nhập từ Alibaba, là cái platform e-commerce lớn nhất trên thế giới bán sỉ, giá rất là thấp và chất lượng nó tốt hơn hàng Việt Nam chúng ta sản xuất ra các bạn. Vậy chúng ta không có việc gì mà phải lấy cái sản phẩm của mình rồi gượng ép rồi đẩy lên Amazon rồi bán. Vì trước khi mà chúng ta đẩy cái hàng hóa chúng ta lên bán đó, thì hàng hóa chúng ta sẽ được vận chuyển từ Việt Nam sang Hoa Kỳ bằng đường máy bay. Nhưng bạn, đó chỉ là một cái tiêu chuẩn thôi, nó phải gọn, nhỏ gọn và nó không có nhiều bộ phận lắp ráp, và nó tương đối là chắc chắn và khó bị gãy hoặc là bị bể trên đường vận chuyển. Vì mục đích cuối cùng kinh doanh là chúng ta kiếm lợi nhuận, đúng không bạn? Các bạn lấy cái sản phẩm ở ngay trong nước mình, ví dụ nón quai thao, nón lá, chổi lông gà rất là cồng kềnh, thì cái chi phí vận chuyển quá cao hơn cái giá thành sản phẩm các bạn, không thích hợp nha các bạn. Mặc dù mình rất muốn ủng hộ cái ngành nghề thủ công mỹ nghệ ở Việt Nam, tạo công ăn việc làm và giá gốc và nguyên vật liệu có sẵn, đúng không bạn? Nhưng không phù hợp, bởi vì không phải mặt hàng nào chúng ta cũng dễ dàng vận chuyển bằng đường máy bay từ Việt Nam sang một trong các kho Amazon ở Mỹ. Và vận chuyển bằng đường tàu biển thì phải 1 mét khối trở lên và rất là lâu, 45 ngày nha bạn, thì nó không phù hợp đó. Vậy đây là 14 tiêu chuẩn chọn hàng trên Alibaba để bán trên Amazon. Thứ nhất là, đầu tiên là phải kích thước nhỏ gọn, và nó nhỏ gọn là kích thước 3 chiều, là cao, dài, rộng đó, tức là 8x8x8 inches. In là đơn vị đo lường của Mỹ và Anh, của Mỹ các bạn đó. Thì 1 inch thì nó sẽ bằng 2.54 cm. Tức là cái món hàng chúng ta phải bỏ gọn vào cái hộp, và 3 chiều của cái hộp đó, các bạn hình dung là cái hộp vuông đi, thì bỏ vào trong cái hộp vuông, phải cái sản phẩm chúng ta phải lọt vào trong cái hộp vuông 20x20x20 cm. Hay dễ hình dung hơn là cái sản phẩm chúng ta bỏ gọn vào trong cái hộp đựng giày á bạn, giày Adidas hoặc là giày cao gót của nữ các bạn, phải lọt vào trong đó. Còn nếu mà cồng kềnh hơn thì không nên, thì cái sản phẩm nó không phù hợp để ta vận chuyển từ Việt Nam sang Mỹ bằng đường máy bay đó. Nếu mà chúng ta chọn cái sản phẩm mà sai là chúng ta thất bại ngay từ đầu. Thứ hai là trọng lượng phải nhẹ hơn 2 pounds, một bao thì bằng 450 gram, tức là cái sản phẩm của chúng ta phải có trọng lượng nhẹ hơn 2 bao, đó là nhẹ hơn 900 gram, hoặc là nhẹ hơn 1 kg, ok. Chứ còn sản phẩm mà nặng 10 kg, 20 kg
như là trên Amazon có nhu cầu nhưng mà cái chi phí vận chuyển từ Việt Nam sang Mỹ bằng máy bay quá cao, không phù hợp các bạn. Tức là trọng lượng phải nhẹ hơn 2 pound và giá bán trong tầm từ 9 đô tới 75 đô. Lý do tại sao vì 9 đô? Bởi vì 9 đô các bạn thì chúng ta mới có đủ tiền lời các bạn nha bạn. Và tối ưu ha, và nhỏ hơn 75 đô. Lý do là theo cái khảo sát và nghiên cứu tâm lý á, nếu mà khách hàng Mỹ mà mua món hàng trên 100 đô thì họ sẽ xăm soi món hàng đó và có nguy cơ họ sẽ return, tức là trả lại và yêu cầu Amazon refund lại cho khách hàng nếu món hàng đó bị khiếm khuyết. Còn những món hàng mà cỡ 9, 10, 20 đô đó thì đôi khi có những cái lỗi nhẹ nhẹ thì khách hàng chấp nhận ok các bạn và họ không đổi lại. Thứ tư là món hàng nó không dễ bể, tức là nó phải bền và khó hư trên đường vận chuyển. Ví dụ như là nón quai thao, nón lá, kích thước thì lồng cộng, tức là rất là cồng kềnh và dễ dập lắm ạ, dễ bị bẹp, không thích hợp nha các bạn. Và trong khi đó cái cao sao vàng Việt Nam thì lại rất thích hợp, cái lọ cao mà đựng trong cái hộp bằng cái nút chai bia đó các bạn, đó cao sao vàng thì rất là thích hợp vì nó nhỏ gọn. Và cao sao vàng thì vận chuyển bằng cái hộp bằng thiết như vậy thì đâu có đổ bể móp méo và rất là gọn nha các bạn. Và thứ năm là phải đơn giản, không nhiều bộ phận và có thể tháo rời, tức là nó không nhiều bộ phận. Bởi vì nhiều bộ phận thì khách hàng phải lắp ghép vô, mặc dù có hướng dẫn mà chưa hẳn họ lắp ghép được nha bạn. Đó, và không cần, no instructions needed, không cần hướng dẫn, mà tức là nó rất là đơn giản thì nhìn vào thì ai cũng thể lắp ráp được, thì chỉ một vài bộ phận thôi, một vài mảnh ghép lại với nhau thôi. Và thứ sáu là không có tên thương hiệu nổi tiếng trên đó và không có bản quyền phát minh. Tức là sao các bạn? Tức là cái sản phẩm chúng ta không có tên thương hiệu nổi tiếng trên đó, ví dụ như không có tên Adidas hoặc là Nike, đúng không bạn? Và như là nếu mà chúng ta bán những cái sản phẩm của Adidas và Nike thì ok, thì chúng ta bán hàng hiệu thì Amazon sẽ đòi hỏi chúng ta đưa, sẽ Amazon sẽ hold, sẽ giữ lại món hàng đó và yêu cầu chúng ta đưa cái receipt, cái biên nhận mà chúng ta mua cái áo Adidas, cái giày Nike ở cửa hàng nào, website nào mà có biên nhận. Và trên cái biên nhận đó thì tốt nhất là cái thẻ thanh toán, thẻ tín dụng á, Reddit hoặc debit thanh toán có tên của chúng ta và cùng là cái thẻ mà chúng ta cài đặt trong Amazon. Ok. Nhưng bạn lưu ý chứ không phải là cấm chúng ta buôn bán những cái hàng hiệu, không không phải vậy. Nhưng lý do rất là đơn giản, bởi vì ở một số quốc gia châu Á thì giả mạo hàng giả mạo Adidas, Nike giá thấp hơn đẩy lên bán thì sẽ làm ảnh hưởng tới cái thương hiệu và uy tín của Amazon. Bởi vì cái trên Amazon thì có Adidas chính hiệu, cái công ty Adidas đặt cửa hàng lên nó bán cái giá dụ như là 50 đô một đôi giày, còn mình hàng fake của Trung Quốc sản xuất mình bán là có 10 đô thôi, đại khái như vậy các bạn. Đó, thì mình chiếm hết cái phần bánh và làm ảnh hưởng tới cái thương hiệu Adidas, đúng không ạ? Vì vậy Adidas nó sẽ sue, nó không kiện mình mà nó kiện Amazon. Vậy Amazon đã hỏi mình phải có bằng chứng là mình mua cái hàng Adidas chính hãng hoặc là từ cái wholesaler nào đó của Adidas. Và bề ngoài món hàng có thể cải thiện được các bạn. Bề ngoài món hàng thì vẫn còn có thể cải thiện, tức là bên Trung Quốc ví dụ như nó bán cho mình cái ốp sau điện thoại thì ốp sau nó sẵn sàng bán cái ốp sau điện thoại trơn và mình có thể đưa cái thương hiệu logo brand name mình lên và mã số số và mã số vạch, tạo ra một sản phẩm hoàn toàn mới. Và Trung Quốc sẽ sẵn sàng những món hàng đơn giản như cái ốp điện thoại hoặc là kính cường lực á. Đó, thì cái đó những cái mặt hàng nó quá đơn giản thì thường không có dính cái bằng phát minh hoặc là hàng trơn thì không không có thương hiệu trên đó. Đúng không? Tức là chúng ta bán phụ kiện điện thoại chứ chúng ta không bán nguyên một cái điện thoại Apple hoặc là Samsung nhé các bạn. Bởi vì cái giá thành rất là đắt, vốn chúng ta không có. Và bán hàng đó không bán trên Walmart và eBay. Walmart là một trong các thương hiệu lớn, là một cái chuỗi cửa hàng rất là nổi tiếng ở Mỹ với phương châm là lowest price possible. Thì Walmart bán cái hàng đa số nhập từ cũng là Alibaba Trung Quốc, nhưng cái triết lý kinh doanh của Walmart là giá thấp nhất có thể. Bởi vì nếu mà món hàng chúng ta bán trên Walmart cũng có thì khách hàng có thể sợ kiên quân mạc, và quân mạc bây giờ cũng ship hàng tới nhà khách hàng, người ta mua trên quân mạc thì sẽ rẻ hơn chúng ta đó các bạn. Và trên eBay cũng vậy, quân mạc và eBay là hai cái platform mà hàng hóa thường là rẻ hơn Amazon.
chính là món hàng chúng ta có nhu cầu mua quanh năm, suốt tháng bốn mùa, xuân hạ thu đông, tức là evergreen, đó là nó trường tồn, nó xanh. Là chúng ta nếu mà được như vậy thì quá tốt. Quanh năm suốt tháng bốn mùa, hạn như những cái phụ kiện điện thoại quanh năm suốt tháng thì ta mua các bạn. Ví dụ như là miếng kiếm cường lực hoặc ốp sau nó bị hư hỏng thì người ta vẫn có thể người ta mua. Hoặc là những cái đồ sạc pin đại khái như vậy, hoặc là những cái holder là những cái kẹp điện thoại mà gắn trong xe hơi đó để cho mình không có vướng tay vướng chân á. Đó thì trong cái xe hơi thì gắn vào cái lỗ thông hơi của máy điều hòa nhiệt độ thì hơi nóng hơi lạnh ra, thì sau khoảng một thời gian khách hàng mua cái kẹp điện thoại bạn thì bởi vì nó sẽ bị chai, nó không còn bám dính vào những cái khe cái vách mà thông gió lùa hơi lạnh trong xe hơi thì nó sẽ bị cứng đi, người ta phải mua. Vậy mình có thể bán quanh năm suốt tháng. Và thứ 10 là nguyên tắc 5X, là mình mua trên Alibaba thường là giá chỉ bằng 1 phần 5, 1 phần 7 hoặc 1 phần 10 so với giá list trên trên Amazon. Lý do là ta nhờ Amazon bán giùm ta món hàng thì món hàng ta sẽ mang tên là FBA Amazon, tức là Prime. Tức là cái đơn hàng sẽ được fulfillment bởi Amazon. Vậy Amazon sẽ ăn 30% trên giá trị chúng ta list trên Amazon. Vậy ta chỉ còn 70%. Đó, thì vậy vậy 70% trong đó giá thành món hàng và chi phí vận chuyển và một số chi phí khác. Vậy ta phải mua bên Alibaba. Thì thường Alibaba cái giá chỉ bằng 1 phần 5 hoặc thậm chí 1 phần 10 so với Amazon. Nhớ các bạn, còn nếu món hàng bên Alibaba và Amazon chỉ gấp đôi gấp ba thì chúng ta không lựa chọn món hàng đó, chúng ta mua trên Alibaba mà giá thành trên Alibaba chỉ bằng 1 phần 5, tức là bằng 20% hoặc là 10% so với giá chúng ta list trên Amazon thì chúng ta mới mua. Thứ 11, bạn có thể list món hàng đó trên Amazon tốt hơn đối thủ. Tức là listing là mình vào trong Jungle Scout mình coi, nó sẽ list lên tất cả các seller bán món hàng đó. Và do cái SEO các bạn, tức là Search Engine Optimization, tối ưu hóa nhan đề, bullet point, hình ảnh và video của đối thủ, các seller khác list, thì cái trên Jungle Scout nó cho biết cái điểm SEO là bao nhiêu trên 10. Ví dụ điểm 2 điểm trên 10 mà họ chỉ đạt có 7 hoặc là 6 hoặc là 5 hoặc là 4 thì mình có cơ may khả năng nếu mình SEO mình làm sao tốt, nhan đề, đầu dòng, hình ảnh sắc sảo, có video minh họa tốt hơn thì mình list lên tốt hơn trên Amazon, thì đó là món hàng có tiềm năng. Thứ 12 là bạn có thể mua món hàng đó với số lượng nhỏ hơn 300, bởi vì chúng ta là những người kinh doanh mới, đầu tiên chúng ta đi lô hàng đầu tiên nhé các bạn. Vì vậy nếu mà cái seller nào, cái wholesaler nào trên Alibaba mà đòi hỏi chúng ta phải mua cái sản phẩm đó tối thiểu là 1.000 sản phẩm thì chúng ta loại ngay từ đầu, bởi vì vốn chúng ta chỉ có thể mua 300 sản phẩm, 200, thậm chí 100, thậm chí là 10 sản phẩm thôi nhé các bạn. Và thứ 13 là có xu hướng sức mua tăng lên, tức là theo 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 trend, theo xu hướng sức mua nó đang đi lên chứ không phải là đang đi xuống cuối mùa, giống người ta ăn ốc mình đổ vỏ ốc nhé các bạn. 14 là có thể private label, customizable branding và đó, private label tức là cái sản phẩm đó chúng ta có thể đưa cái thương hiệu, private label là thương hiệu của chúng ta lên, logo, brand name và cái barcode chúng ta có thể đưa lên. Chứ còn mà wholesale hoặc là seller bên Alibaba không đồng ý cho chúng ta đưa cái thương hiệu chúng ta lên thì chúng ta không mua các bạn. Bởi vì nếu bạn mua cái sản phẩm mà có thương hiệu, ví dụ như là cái công ty Vân Nam bên Trung Quốc thì cái sản phẩm nó có tên Vân Nam và mã số số mã số vạch, chúng ta list trên Amazon thì cũng có hàng trăm hàng ngàn các seller khác đã list lên đó rồi đúng không bạn, thì chúng ta phải phải cạnh tranh. Còn này chúng ta tạo ra cái sản phẩm hoàn toàn mới với cái logo brand name của chúng ta và cái mã số số mã số vạch thì khách hàng search trên Amazon hoặc là trên Network trên toàn thế giới, trên Google vẫn không có cái sản phẩm giống như là cái sản phẩm chúng ta, bởi vì sản phẩm chúng ta được xác định, được minh định, được xuất hiện trên Amazon với cái logo và brand name của chúng ta là độc nhất vô nhị và mã số số và mã số vạch của chúng ta là độc nhất và vô nhị. Right? Thì chúng ta có thể bán được lâu dài và độc quyền nếu sản phẩm chúng ta thực sự là tốt, giá hợp lý và có nhu cầu trên thị trường. Đó là 14 cái tiêu chuẩn mà chúng ta chọn cái sản phẩm khi kinh doanh trên Amazon dưới dạng là FBA Amazon. Đây là những cái kiến thức rất là căn bản. Còn trong hợp chúng ta đi những cái lô hàng mà cao hơn các bạn,
vài chục ngàn đô hoặc là trăm ngàn đô, thì ngoài ra còn thêm khoảng 3 cái tiêu chuẩn nữa để chúng ta chọn cho nó chính xác. Và đây là 14 cái tiêu chuẩn rất là căn bản. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video này và hẹn gặp lại các bạn trong video kế tiếp. Xin mến chào các bạn.